Khi xây dựng nhà cửa, sắp xếp không gian sống trong nhà, nhiều người không biết nên đặt bàn thờ ở tầng 1 hay tầng thượng. Hãy cùng tham khảo bài viết sau để tìm giải pháp phù hợp cho gia đình mình nhé. 1. Nên đặt bàn thờ ở tầng 1 hay tầng thượng? Thực tế cho thấy, việc đặt bàn thờ ở tầng 1 và tầng thượng đều được, miễn là phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể của mỗi gia đình. Đừng vì nặng nề vấn đề phong thủy quá mà trở nên áp đặt, vì dù sao phong thủy cũng là để phục vụ cho cuộc sống của con người trở nên thuận lợi hơn, tạo cảm giác thoải mái cho người sống trong nhà. Ví dụ như nhà rộng, có thể sắp xếp không gian riêng ở tầng 1 ngay gian chính, là nơi trang trọng nhất trong căn nhà, là cách mà nhiều gia đình trước đây chọn lựa. Thế nhưng ngày nay không phải ai cũng có điều kiện sở hữu một căn nhà rộng rãi như mong muốn. Đúng là theo tục lệ, phòng thờ phải được đặt ở trên tầng cao nhất để tránh những kiêng kỵ về phong thủy phòng thờ, như tránh để người ngoài nhìn thấy được bài vị của tổ tiên, cũng như tránh việc đặt phòng thờ nơi tầng dưới đông người qua kẻ lại. Tuy nhiên, bàn thờ ở tầng 1 cũng mang lại một số lợi ích nhất định, như thuận tiện cho việc hương khói, nhất là đối với những người lớn tuổi, việc đi lại rất khó khăn, không thể leo lên tầng cao quá thường xuyên để thực hiện việc cúng lễ được. Ngày nay, hầu hết các gia đình có ngôi nhà diện tích nhỏ nên phải xây dựng nhiều tầng là giải pháp hoàn hảo giúp tối ưu không gian sống. Lúc này, họ sẽ có hai lựa chọn lắp đặt và bố trí bàn thờ. Một là đặt bàn thờ tại phòng khách ở tầng 1 để dễ dàng chăm lo hương khói, hai là đặt bàn thờ tại tầng thượng riêng biệt dành riêng cho việc thờ phụng. 2. Đặt bàn thờ ở tầng 1 nên lưu ý điều gì? Việc phân vân không biết nên đặt bàn thờ ở tầng 1 hay tầng thượng không quan trọng bằng việc những lưu ý liên quan trong từng trường hợp cụ thể. Ví dụ như nếu gia đình đặt bàn thờ ở ngay tầng 1 thì cần thận trọng trong các vấn đề sau đây. Kiêng kỵ bàn thờ đối diện cửa ra vào, vì nếu để bàn thờ ở vị trí này có thể có gió lùa vào khiến người đứng thắp hương hành lễ bất an, mất tập trung trong lúc khấn vái. Hơn nữa, tâm trạng thấp thỏm, không biết việc gì đang xảy ra sau lưng mình hoặc sợ có người bất ngờ đi vào sẽ không tốt cho người đứng cúng. Không đặt phòng thờ bên cạnh phòng bếp hoặc nhà vệ sinh. Theo quan niệm phong thủy là vị trí này không sạch sẽ nên không được để gần nơi thờ tụng tổ tiên, như vậy bị xem là phạm húy. Không nên thiết kế phòng ngủ, nhà vệ sinh ở ngay trên phòng thờ, nghĩa là vị trí chiếu lên từ gian thờ, tuyệt đối không đặt phòng ngủ, nhà kho hay nhà vệ sinh. Cũng tương tự như trên, như vậy được xem là phạm húy. Trong trường hợp bắt buộc phòng ngủ trên phòng thờ thì gia chủ cần đảm bảo kê giường ngủ và bàn thờ lệch vị trí, vì phong thủy phòng thờ kiêng kỵ việc bàn thờ đặt bên dưới giường ngủ. Giải pháp tốt nhất là không gian trên gian thờ từ tầng 2 trở lên thì gia chủ nên để trống hoặc làm khu vực trưng bày đồ lưu niệm. Phòng thờ ở tầng 1 nên có cửa sổ mở ra sân hoặc giếng trời để không gian thoáng đãng, hương khói không tụ lại. Cần đặt bàn thờ tại vị trí tránh xa cửa sổ một khoảng cách, đảm bảo sao cho gió bên ngoài không động bát hương, tức là nên đặt bàn thờ ở nơi kín gió. Nội thất phòng thờ nên là tông màu trầm, thiết kế nên theo lối tối giản, bố trí thêm một bộ bàn ghế để ngồi. Thường xuyên dọn quét không gian thờ cúng, sắp xếp đồ trên bàn thờ sao cho gọn gàng, sạch sẽ. 3. Đặt bàn thờ ở trên tầng thượng cần lưu ý gì? Phong thủy phòng thờ ở tầng thượng cũng có rất nhiều điều kiêng kỵ mà gia chủ phải lưu tâm, vì có thể gây ra nhiều rắc rối cũng như kéo theo vận rủi vào nhà nếu không làm theo đúng. Có không gian riêng, phải có không gian riêng để thờ cúng, không đồng nhất với không gian sinh hoạt chung. Nhờ thế mới có được sự riêng tư, tôn nghiêm yên lặng cho nơi thờ phụng. Ngoài ra, việc hóa vàng hay thắp hương ngoài sân thượng có phần thuận tiện hơn nếu thực hiện trong nhà. Đặt nơi thoáng và sáng, khi đặt bàn thờ ở trên tầng thượng nên ở vị trí sáng sủa, sạch sẽ. Không gian phòng thờ cần đủ sáng, tốt hơn hết là có ánh sáng tự nhiên tràn vào để tránh sự âm u và bí bách. Chính vì vậy mà phòng thờ cần phải có cửa sổ để tạo sự thông thoáng, hương khói không bị tích tụ lại. Đặc biệt quan tâm đến hướng cửa, tránh đặt cửa sổ ở hướng có nhiều gió làm lay động bát hương. Việc này không hề tốt cho gia chủ. Màu sắc đơn giản, trang nhã, không gian phòng thờ cần mang cảm giác ấm cúng với thiết kế không nên quá cầu kỳ và màu sắc phải tươi sáng. Cố gắng lược bỏ bớt những món đồ không cần thiết để tránh rườm rà, dễ dàng dọn dẹp. Không nên để đồ chất đống ở gần khu vực này,
Nhiều gia đình xem phòng thờ là phòng trống nên xem nó như cái kho để chứa đồ, thậm chí để đồ phế phẩm hay thừa thải. Nhớ dọn dẹp bàn thờ cũng như gian phòng thờ thường xuyên để những vị trí này luôn được sạch sẽ, gọn gàng.